xin chào các bạn đã quay trở lại với Quan Bò TV. Thì mình mới đi chợ mình mua được mấy con gà ác rồi các bạn. Vậy mình định tìm những thuốc bắc ha. Thì thành phần mà để chuẩn bị mà cho tìm gà ác, tìm thuốc bắc nè các bạn. Đây mình có chuẩn bị đây ha. Gà ác mình đi làm rồi các bạn. Giờ mình về mình rửa với ruộng với rừng là được nha các bạn. Mình chuẩn bị một nạng gừng bằng ngón chân cái ha. Và đây là rượu nha các bạn, rượu thơm ha. Và ở đây thì mình có chuẩn bị thêm các bạn là 10 trái táo ha. Và đây là thuộc địa nha các bạn, thêm 3-4 tay thuộc địa nữa ha. Còn thành phần mà để cho mà nấu con gà thì đây có 2 muỗng ăn canh hạt nêm nha các bạn, và 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê muối ha. Còn ở đây thì mình có bổ 5 thang thuốc các bạn, 5 thang thuốc để tìm gà ha. Đây 5 thang thuốc để tìm gà đây các bạn. Đây tiệm nó bán đây, mỗi một thang là nó như thế này ha. Thuộc địa rồi có hạt sen nữa các bạn, thuộc địa hạt sen với lại kỷ tử với lại cái này mình quên tên được các bạn, cái màu đỏ là cái tên nó cũng dễ nhớ. Còn bên đây là Hoài Sơn nha các bạn, rồi với 2-3 cộng sông gì là mình sẽ chuẩn bị cho 5 thang này ha. 5 thang này mình tìm cho 5 con gà, 10 con gà này nha các bạn, số gà này ha. Đây 2, 3, 4, 5 thang nha các bạn. Còn ở đây thì mình có mua thêm ở đây các bạn, mình mua thêm Hoài Sơn để mình bỏ vô thêm ha. Đây là Hoài Sơn nha các bạn, đây Hoài Sơn ha. Đây là cái này là Hoài Sơn nha các bạn, cái này là Hoài Sơn ha, đây là Hoài Sơn, xin lỗi các bạn. Và mình chuẩn bị ở đây 5 trái dừa nha các bạn, 5 trái dừa ha. 5 trái dừa để mình tìm gà ha. Rồi bây giờ mình đi làm gà rồi, mình mời các bạn đi làm gà với mình để cùng làm với mình, để cùng thưởng thức với mình nha. Chặt dừa nha các bạn. Chặt dừa đổ vô nồi mình tìm ha. Giờ nước cũng sôi rồi các bạn, mình đi nấu thuốc rồi ha. Mình bỏ thuốc vô mình nấu nha các bạn. Đây ha, thuốc đây ha. Cho thuốc vô mình nấu riêng nha các bạn, không có nấu chung với gà ha. Gà thì mình nấu với nước dừa nha các bạn. Mình cho cái thục địa với lại cái táo thêm nè các bạn, cho vô luôn ha. Hầm luôn nha các bạn. Rồi mình đậy nắp kính này ha. Giờ nước dừa nó cũng sôi rồi các bạn, mình bỏ gà vô ha. Mình hầm luôn một lượt nha các bạn. Được mấy con mình bỏ vô mình hầm luôn ha. Rồi 5 trái dừa còn thiếu nước đó các bạn, mình cho thêm nước ha, chừng khoảng 1 tô nha các bạn. Cho nó ngập gà ha. Rồi. Rồi, mình để nắp lại nha các bạn. Rồi, giờ mình cho gia vị luôn nha các bạn. Gà sôi rồi ha. Giờ mình cho gia vị nha các bạn, cho gia vị vô ha. Rồi tí mình đổ nước qua là dừa luôn nha các bạn. Bây giờ mình thử coi gà coi nó tới đâu rồi nha các bạn, coi nó được chưa ha. Nãy giờ là được 30 phút rồi nha các bạn. Ô thơm quá các bạn ơi, chắc nó được luôn rồi đó. Đồ ra gà nó cũng tới được rồi đó các bạn,
mình trở lại ha, trở ra lại nha các bạn, mình trở ra lại mình cho thuốc vô luôn ha, rồi mình tắt lửa mình bưng bưng được bê là bàn nha các bạn, rồi mình cho thuốc vô ha. Rồi mình sẽ múc ra, xong rồi mình múc ra thố nha các bạn. Mình múc ra thố mình bê lên bàn mình dùng ha. Quá tuyệt vời rồi các bạn ơi. Rồi mình nêm nếm nước lại nha các bạn. Mình nêm nước nêm nếm nước lại ha các bạn, mình chuẩn bị cái thố rồi các bạn. Rồi giờ mình cho ra thố, mình thử cái nước lại coi nó như thế nào rồi mình cho ra thố nha các bạn. Mình bê lên bàn ha. Nó cũng được rồi các bạn. Với mình là cũng được rồi ha. Như vậy là nó cũng vừa ăn rồi nha các bạn. Tại gà tiềm không nên mặn nha. Rồi mình bê lên bàn rồi các bạn. Đem gà lại ha. Khó còn lên cuôn múc nha các bạn. Rồi mình múc ra thố mình bê lại nữa là dùng nha các bạn. Rồi giờ mình tìm xong rồi các bạn. Mình băng lại bàn rồi ha. Gà đây ha các bạn. Nó còn lên khói múc ở đây. Mình chuẩn bị rau salad các bạn. Rau salad son nha các bạn. À, chuẩn bị cái cây nĩa dưới đây đây, thú gà đây các bạn. Đó, các bạn thấy tuyệt vời không, quá ngon rồi ha. Đây ba thú gà đây các bạn, khố còn lên đây ha. Mình tìm được ba thú còn ngoài dĩa, còn 7 con ngoài dĩa nha các bạn. 7 con ngoài dĩa chưa ăn ha. Đó, các bạn thấy khối nó còn lên ngút ngút luôn, mình làm ra ba thú nha các bạn. Đây. Và còn ngoài cái dĩa đây là 7 chú nữa nha các bạn, tổng cộng là 10 chú ha. Đó, các bạn thấy quá cực kỳ ngon nha các bạn, thơm thơm mùi, tìm thuốc bắc chịu không nổi luôn các bạn. Mình ăn thú nào thì mình mở ra thú đó nha các bạn, mình không ăn thì mình để lại ha. Đây nóng hổi luôn các bạn ơi, quá cực kỳ ngon rồi ha. Đây quá cực kỳ ngon rồi. Rồi xin mời các bạn nha, xin mời đại gia đình mình nha, dùng gà tiền thuốc bắc với mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ rau vô đây nha các bạn cho nó chín ha, chờ đất son mình ăn gì nó ngon hơn nha các bạn. Rồi mình để nắp có thố lại nha. Tí xíu mình vớt ra là rau nó sẽ chín nha các bạn. Nó vừa chín tới nó rất là ngon nha. Đây nó rụt luôn rồi các bạn. Mình không ăn cái chân. Rồi xin mời đại gia đình mình nha. Xin mời tất cả các bạn nha. Dùng gà tìm với mình. Rất là ngon nha các bạn. Thịt nó thơm nước dừa, gia vị mùi thuốc. Rất là ngon. Vừa ăn các bạn. Mình ăn muối tiêu chanh với ớt đúng không?
dở ra cũng được, cũng sao lần chưa ăn mình để trong thì cho nóng các bạn. Đây rau đây các bạn, rau nó sẽ chín rồi. Nước rất là ngon đó, ngọt, nước dừa. Theo mình vậy là rất là ngon nha các bạn. Còn các bạn muốn mặn lạt thì do các bạn thêm nếm thêm nha, tùy khẩu vị mỗi nhà mỗi bạn nha. Còn riêng mình vậy là rất là ngon nha các bạn. Đây là cái mề. Nó các bạn thấy cái da nó đen như cái thịt nó trắng phào, quá cực kỳ ngon. Táo thịt nó thơm mà đúng không? Không có gì bằng hầm hầm nước dừa nha các bạn, với thuốc bắc nghe cái mùi thơm cực. Tuyệt vời quá các bạn, quá tuyệt vời. Lâu quá không được ăn thèm các bạn, cái gì mà lên cơn thèm rồi là chịu không nổi các bạn biết, thèm dữ lắm. Ăn vậy các bạn thấy mình ăn vậy với mình rất là thèm, nghĩ suy nghĩ tới món gì là thèm món đó nha các bạn, thèm. Là ăn không được, không phải ngon hoài sơn kỹ tử ăn nó không được. Hoài sơn thì ăn nó giống như phải mì ha, còn kỹ tử là ăn không được các bạn, nó dai nó như là cái rễ cây. Ngon quá rồi. Tao ăn nó giòn giòn. Khói đang lên, ngu ngút. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời các bạn coi. Còn đây 7 con nha các bạn, 7 con nha, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 con nha các bạn, hai con đầu ha, 5 con dưới, 1 2 3 4 5 6 7 con, tổng cộng 10 con nha các bạn. Mình làm đây 3 tố 3 con, mình ăn con còn lại 2 con thèm quá. Làm ăn cho nó đã các bạn, quá thèm nổi bạn.
đốt sạch con gà luôn. Không có gì bằng cân thèm lên thế bạn ơi, thèm là ăn cực kỳ. Ngon quá. Cổ với đầu là mình không ăn các bạn. Cổ đầu chân vô câu. Tổng cộng con gà là mình hầm ba khoảng 35 phút nha các bạn, 35 phút là mình. Táo kỹ tử thì ăn không được, chứ hoài sơn không được, hoài sơn ăn tại nó cứng quá, giống cây cái này hoài sơn á, dưới sâm. Đầu cái chân mình cũng ăn rồi, bỏ ngon quá các bạn, không tưởng tượng được khi cân thèm. Ngon quá, ngon quá. Thôi thì chắc có lẽ tới đây mình xin dừng video clip ở đây. Hẹn các bạn video clip ngày mai mình sẽ cố gắng làm những món ngon hơn cùng các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Nếu các bạn thấy kênh mình hay, các bạn nhớ giúp mình đăng ký ủng hộ, đừng quên phần bình luận nhận xét thích bên dưới nha các bạn. Chúc các bạn ngày mới luôn luôn vui vẻ, tươi trẻ mãi không già. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.